Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Dạ ghê luôn, có game chơi ta buồn. Nhìn tiếng của Phong Cận nói xấu mình đấy ta. Đi coi. Hello anh em nha, dạo này khỏe không? Tôi khỏe, còn bạn sao? Khỏe, tất nhiên khỏe rồi, bởi vì biết sao không? Mới có 50.000 đô trong tài khoản. Trời ơi, 50.000 đô, giờ muốn mua cái gì mua luôn. Hả? Cái gì? 50.000 đô? 50.000 đô? Lớn tỷ. À mà hôm bữa có chơi cái game gì mà tôi có nói chưa? Hey, yo, what the... Nè đi. Ông nghe ông lấy tiền của tôi hả? Không phải, chuyện là như vậy là sao? Tôi đang chơi cái game này nè. Ủa, game gì vậy? Giới thiệu với anh em, đây chính là game Monopoly Go, là một tựa game cờ tỷ phú đang rất hot trong thời điểm hiện tại. Với những hiệu ứng vô cùng đẹp mắt cùng với những mini game tương tác với người chơi cực kỳ vui như là lật thẻ bài trúng thưởng nè, hay là phá hủy nhà của người khác. Một thể loại game vô cùng dễ chơi và cũng chính là tuổi thơ của rất nhiều anh em. Đặc biệt, game có thể chơi cùng với anh em bạn bè cực kỳ xả stress sau những ngày tháng làm việc mệt mỏi. Game này có thể chơi được ở trên điện thoại cho nên anh em đi bất cứ đâu đều có thể chơi được hết. À quên, sắp tới còn có cái sự kiện mới nữa nha. Rồi vô chơi đi đi. Ôi, game gì đâu mà vừa hay vừa vui mà nhiều sự kiện lắm. Thôi bây giờ tải về chơi nha. Bà. Ui sao tự nhiên nãy mình bị đánh ta. À quên nữa mấy bạn, còn nếu như bạn nào muốn tải game Monopoly Go này á thì đừng quên kéo xuống dưới phần mô tả và bình luận, tôi để link tải ở dưới nha. Tải về chơi với tôi nha. Ok. Các bạn đừng bỏ qua các sự kiện mới sắp diễn ra trong Monopoly nhé. Hello anh em, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi game gì đây ta? Đúng vậy, một tựa game đã từng khiến cho tôi cay ơi là cay trong những buổi livestream của tôi. Game này nó giống như là game Only Up vậy đó, nhưng có thể chơi được nhiều người nha. Và ngày hôm nay, nếu như trong 3 người bọn tôi ai có thể leo lên được cao nhất ở trong cái tựa game này thì sẽ thắng một cái giải thưởng, đó chính là 3 triệu đồng dành cho người chiến thắng. Liệu rằng là tôi có thắng được hay không thì anh em hãy nhớ xem để biết nha. Và nếu như tôi được 3 triệu đồng này thì tôi sẽ mua mô hình về inbox làm vlog cho anh em xem nha. Chơi thôi nào, let's go. Ê mọi người ơi, hình như bên này là được chọn mũ nè mọi người. Qua đây lượm cái mũ. Ui cái mũ này đẹp nè. Ok. Tôi lấy cái mũ này. Cái mũ này đẹp phết nha. Đó, mũ này là quá trời luôn. Ui, chị có thể nào chị chọn cái mũ nào khác mũ em được không ui? Không, mũ này hợp với outfit của chị. Em thấy cái outfit của chị do màu xanh tím này hợp với một cái loại mũ này nhất rồi. Ok, vậy thôi tôi kiếm mũ khác. À đây, có cái mũ này là mũ 3 trong PUBG nè. Được, tôi lấy cái mũ này. Rồi ok, chơi nha. Thì ngày hôm nay nè, tôi thông báo cho anh em biết á, là cái trò này á là cái trò giống kiểu Only Up mọi người hiểu không? Và nếu như mà trong vòng 30 phút ai là người leo lên được cao nhất thì người đó sẽ được giải thưởng là 3 triệu đồng. Nghe thôi là thử thách rồi đó, bắt cua cái tiền có tiền. Có tiền, tại vì là video này đã được tài trợ bởi Monopoly Go cho nên ngày hôm nay mình sẽ lấy cái tiền tài trợ đó để làm cái game này luôn nha anh em. Rồi ok, mọi người sẵn sàng chưa? Giờ mình đứng vô vạch mọi người. Rồi. Chuẩn bị nha, nhất định là kỳ này tôi phải lấy được 3 triệu, tôi mua mô hình cho phòng mới của tôi nè. Ok, chuẩn bị nha, 3, 2, 1, đi. Chạy là thấy nhanh rồi đó, ui ơi. Ủa, cảm ơn. Cái game này là mình đẩy nhau được nha mọi người. Nhảy lên đây, nhảy lên đây đúng không? Ok. Tôi thông báo cho anh em biết là ngày xưa có chơi game Only Up. Cảm ơn mui. Trò này càng đẩy nhau càng lợi các bạn ơi. Cái game này không, cái game này là mình đẩy nhau được nha. Đi xuống. Bà mui đi xuống. Bà nghĩ bà là ai? Bà đẩy tôi được không? Thế em nghe lại. Không cần, ê. Đừng có đẩy nhau. Thôi tôi không thèm đẩy nữa. Tôi té rồi. Cậy thế à, tôi té mất tiêu rồi. Còn nó không biết đi cái này đi trước chỗ nào đây. Chết rồi, ngày xưa từng chơi Only Up là chơi là bị thua nhiều. Đừng nói game này cũng thua luôn nha Phong ơi, là Phong. Trời ơi, lên nhất rồi các bạn ơi. Cao nhất chưa? Tôi nói là tôi là nhất rồi đó. Đây, đang đi từ từ thôi, mình cứ bình tĩnh, mình sải bước thôi các bạn. Game này là kinh nghiệm của tôi là chúng ta cứ cắt liên tục nha để cho nó bám vô. Đấy. Ui, tôi thấy ai trước mặt nè, Sam hả? Ui. À, Sam hả? Tôi tới với Sam nè, yeah. Sam ơi. Ông làm gì? Ông đang đâu? Tôi chơi game tôi phải cẩn thận các bạn ạ. À. Tôi dễ té lắm. Tôi ghét cực kỳ ghét cay đắng mấy game bắt cua kiểu này thời. Ui, Phong sát tôi vậy? Sao hello, Sam. Cao vậy? Tại mui gà mui, đẩy xuống. Đi lại. Đi xuống. Không chơi nè, đẩy.
xuống. À, tôi không chơi bài đó. Giờ tôi tập trung tôi nhảy, à, tôi chỉ đang lừa Sam để cho Sam gọi là đợi tôi thôi không? Nãy tôi chưa đây. Ôi bà Mui này cũng nhanh phết chưa? Không phải đâu, do từ nãy giờ tôi và cứ lo đẩy nhau mà bà Mui mới lên tới nơi đấy giờ. Ôi, tôi này leo sao vậy trời ơi. Mọi người phải tìm đường leo nha, tôi tìm được đường rồi nè. Đây đây đây, 3 triệu của tôi, kỳ này có mô hình rồi. Ủa chỗ này nhảy sao? Ủa sao không leo được ta? Nhảy qua bên kia hả? Xa vậy? Nhảy, nhảy, lên. Nó có mẹo lên, nó có mẹo lên mọi người. Chết cái đầu chị á, cái trò này cay vậy thì không có chết bôi á. Té là té luôn chị ơi. Ui cái chỗ này khó quá ta, chỗ này mấy cầu thang khó vậy. À bên này nó xa nè các bạn, bên này nó xa, bên này nó xa, bên này nó xa. Mình đi cái gì vậy? Ủa này nhảy sao? Ủa Mui, Mui đừng có nói là Mui, Mui té xuống tầng dưới nha Mui. Đúng rồi, nhảy từ đâu nè. Ôi ơi đây, đi trước nha, đi trước nha. Ê, đâu, 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 đâu. Ui, xem té mấy má ơi, sợ. Cái này nhảy sao trời? Chỗ này nhảy khó phết đó, không phải đùa Sam ơi. Wow, đỉnh cao, đỉnh cao, đỉnh cao, đỉnh cao. Đỉnh cao không, đỉnh cao không? Có đường tắt không? Có hay sao á, nhưng mà chị phải tìm cơ. Đây, nhảy qua đây. Đúng rồi. Nhảy. Gì vậy Sam? Sam đi dưới luôn hả? Ok, bây giờ chỗ này nhảy qua đâu ta? Chào chị. Chị vui đâu ta? Nhớ chị quá. Chị không biết. Có cái cầu thang. Ở bên này là tôi thấy nó có cái đường tắt nè, nhưng mà tôi thấy nó hơi xa, không biết nhảy qua được không ta? Để mạo hiểm thử coi. Nhảy. Ui, được. Trời ơi, sao không leo được? Rớt cái là tôi nhảy lại từ đầu và tôi lại tiếp tục rớt lần nữa. Trời ơi, kỳ này có 3 triệu gọi là mua hình trang trí phòng inbox cho anh em xem vlog. Chị ơi, vậy chưa đâu. Chúng ta là em đó. Rớt xuống từ đời nào chị ơi, chị nói gì vậy? Không sao, tỷ phong cũng rớt à chị ơi, trời này là cưng gì? Đúng rồi, hết hy vọng rồi Mui ơi, em để trên cao lắm rồi. Vậy, vậy, no. Cao rớt thì. Rớt sao được, chưa rớt. Đây, vậy tiếp được. Mấy bạn nhớ là đợt trước tôi có livestream chơi Only Up của bạn là tôi cực kỳ cay cái game Only Up luôn. Và ngày hôm nay nhất quyết là tôi phải phá đảo được game này. Hoặc cùng lắm là tôi phải top 1, tôi lấy 3 triệu để tôi đỡ tức. À, làm sao được bạn ơi. Làm sao được. Không được đâu. Té rồi đúng không, té rồi đúng không? Em đang trên cao lắm, em nhìn xuống để coi mọi người đang ở đâu ta. Tôi nhìn xuống coi mọi người đang ở đâu. Đây tôi thấy mọi người bên dưới kìa, mọi người bé như con kiến vậy đó. Trời ơi. Cái game này cay nhất chắc. Ở chỗ á là mình lên trên cao ơi là cao rồi, xong mình té dưới nó mới cay. Trời ơi. Đây, em đang bình tĩnh vậy á, em đang tịch tâm vậy không? Tăng tăng tăng. Mình chơi mình cứ từ từ thôi, tại vì mình luôn hy vọng là trên là không sẽ bị rớt. Thì cứ nuôi hy vọng đi, nhưng mà em sẽ vụt tắt cái hy vọng đó của chị hiểu không? Trời má ơi, bây giờ phải nhảy ở bên kia hả? Khó vậy. Ừ, bây giờ mình phải chèo ra bên ngoài nè. Chèo bên ngoài nè. Rồi đó, bây giờ phải lấy đà nhảy bên kia nè. Nhảy. Tắt yes. Thì làm sao mà đi ta? Qua được ơi. Tìm cách nào đi lên được rồi. Nhảy. Để tôi coi mọi người đâu rồi. Tôi đây. Đang cao nè. Ồ trời ơi, lên được trên đây là khá cao rồi đó. Kinh nghiệm chơi Only Up là tôi thấy là hợp lý rồi đó. Lên được rồi. Mui lên được có xíu mà Mui làm cái gì mà Mui gọi là có vẻ mệt mỏi quá vậy Mui. Nói Mui. Nhảy lên xe. Qua được rồi. Em là em lên đến chỗ mấy cái máy bay vậy nha mọi người. Kiểu này là chắc là tiền của em hết rồi. Máy bay đi kìa. Đâu Mui đâu, Mui đâu, Mui đâu, Mui đâu, Mui đâu. Mui chưa đâu. Vậy em biết giờ lên sao, giờ chỗ đó lên sao, chỉ em với chị chạy đây thôi hả? Em chỉ cần nhảy lên thôi. Yes. Bạn Esther, bạn ghép ở bên dưới là chị em nhạc mấy cái nhạc căng thẳng xíu nha. Tôi trên đây bạn ghép cho tôi cái nhạc chill chill nha bạn. Tôi đang gọi là đang rất là thoải mái, đang yên bình, mọi người hiểu không? Ủa sao mai lên đây rồi đi đâu nữa? Nhảy. Gì chị? Hết cầu thang rồi, nhảy hướng nào? Chị nhìn xung quanh, chị tự tìm đường đi. Em ở trên cao, em không thấy chị đâu mà chị. Em là xuống được 2 lần rồi. Nó lừa. Trời ơi, rớt rồi, khỏi la. Rớt rồi à? Sao lại rớt rồi à? Chị ở trên đầu em nè. Nhưng mà chừng nào mà chị thắng đi đã. Từ nãy giờ chỉ mới có gọi là 9 phút trôi qua thôi, chưa phải là Tết đâu Mui ơi. Không sao cả.
Thời, cái đoạn nó đúng lừa luôn, mấy ông nhìn thấy không? Cái đó là tấm ván rõ ràng nhưng mà tôi nhảy qua nó lại lọt qua, xuyên qua luôn. Chơi xuyên tường luôn à, là khó như này còn chơi xuyên tường nữa bà. Mui đang mong em té hả Mui? Chị đang rồi vậy? À, em thấy chị rồi. Em thấy chị rồi, em thấy chị rồi. Bên kia. Bây giờ một á. Đừng có la. Bây giờ một á là chị tự tìm đường đi, là đường ở đó đi được. Còn hai là nhảy xuống dưới chơi từ đầu thôi à. Không có cách nào đâu. Không chịu đâu, không chịu đâu. Không chịu thì không chịu mấy ai. Trời ơi. Ông bà ơi, ông bà thương con, ông bà phù hộ cho con. Ai mà rớt xuống là em ngước cái đầu lên này của em đó. Em kiểu ai vậy? Ai vậy? Em Tàu em ơi, chị đằng sau em nè. Sao sao có đường em khác ơi. Có đường khác hình như là có em đường khác nữa này. Em đường này, có đường này. Em cứ hỏng mọi người à. Chết rồi, kiểu này là nếu như mà hết thời gian mà không ai vượt qua Sam là coi như là mình mất tiền cho Sam á các bạn ạ. Yes, yes. Ồ em thấy Mui ở bên dưới chân em nè Mui. Hello Mui. Đang nhảy đằng ngay đằng sau em luôn đó. Anh bên kia kìa. Anh bên kia thấy tôi không? Ủa hai người bên kia kìa. Anh bên kia thấy tôi không? Thấy. Không thấy, không ai thấy đâu. Cứ nhảy lên thôi, cứ nhảy lên thôi, cứ nhảy. Cứ cứ tìm điểm cao nhất xong rồi điểm lấy là được. Bây giờ mục tiêu của tôi là bây giờ chỉ cần vượt qua Sammy thôi chứ Camui là coi như là Camui hết hy vọng rồi. Camui chơi dở mấy game này lắm anh em ạ. Không có đâu bạn ơi. Đấy là mình nhường bạn thôi. Mình thấy bạn rớt là mình cũng phải rớt tẹo. Ôi chơi nhưng mà Mui nhường hơi sâu nha. Mui nhường hơi sâu Mui nha. Phải nhường chứ, chị em với nhau mà. Ừ. Bên này qua không có được, bên này qua không được rồi, chết rồi. Sam đi đến đâu rồi Sam nhờ? Hiện tại là bây giờ cái người đang cao hơn tôi là chỉ có Sammy thôi. Cho nên là tôi giờ tôi phải cố gắng tôi đuổi được theo Sammy tôi đẩy. Sammy cao lắm rồi chị ơi. Ê! Trời ơi! Trời ơi! Cái gì vậy? Cao lắm! Trời ơi! Trời ơi! Tôi chỉ chưa thấy anh chơi. Cây thế à? Trời ơi, mấy má ơi, tôi về đáy xã hội rồi mấy má ơi. Tôi ở dưới cùng ông nè, đi dưới với tôi nè. Em sau lưng Mui nè, Mui ơi. Nè! Ủa vậy? Em sau lưng chị nè. Dạ em chào chị. Ủa? Mọi người đâu rồi? Sao đây không nhảy được? Mui, chị Mui, đi xuống! Chị Mui kẹt! Đi xuống! À, ở bên kẹt rồi đúng không? Bây giờ là chỉ còn cách là chị reset game lại thôi. Kẹt là không lên được đâu. Cái gì vậy? Mà nghĩ luôn. À, nói chung là giờ là tôi là thấy em Mui rơi nè, còn Sam đang đâu? Ủa, Sam ở dưới luôn hả? Ồ, tôi rớt quá trời nè, cái cầu thang chưa vượt lên luôn. Yes. Vậy là tôi cao nhất rồi. Ok, hiện tại bây giờ đã được 12 phút trôi qua rồi. Ngon lành cành đào luôn. Không sao, chúng ta sẽ rớt thôi. 12 phút trôi qua và Camui ở đấy xã hội. Tính ra từ nãy tôi té rất nhiều lần. Nhưng mà mãi tôi vẫn chưa thấy chị em vượt qua được tôi. Sam mà, Sam mà trước em mà. Đâu, Sam té rồi chị ơi. Nếu như là anh em nào không hiểu là tại sao hôm nay tôi lại chơi chung với lại Camui và Sammy. Thì thật ra là hôm nay á, là chuẩn bị chuyển nhà qua cái Minh Hao mới đó. Cho nên á là Kairon với lại mọi người trong team là đang quay video dự phòng. Bởi cho nên là hôm nay á là tôi chỉ có mời được Mui với lại Sam thôi. Nhưng mà cái đó chính là lợi của tôi, hiểu không? Cái lợi ích của tôi. Đấy trời. Tôi biết là Sam với Mui chơi game gà lắm cho nên là tôi mới mời hai người đó chứ. Không sao, 30 chưa phải là Tết. Không sợ xíu nữa phòng rớt xuống vạch đích đầu cho mà coi nè. Ừ, em lên lại chỗ cũ của em hồi nãy nè chị ơi. Dễ lắm. À, hóa ra có cái mèo đi nha bạn ơi, là đi qua đây nè, tự nhiên mình qua đây chi trời. Hồi nãy là anh em nhìn nè, ở trên đầu tôi anh em thấy không? Đó, có một cái cục gỗ này đúng lừa luôn, nhảy qua là nó lọt xuống dưới, cho nên tôi sẽ không đi đường nữa, tôi sẽ đi đường ngược lại qua đây. Đường bên đây hình như là đường tắt nè, để tôi qua đường này cho chắc ăn. Đây. Đúng rồi, đi qua đường kia kìa cho dễ. Không quá. Đây. Nhảy. Mày ơi. No! Trời ơi, đẩy xã hội rồi, trời ơi, đẩy xã hội rồi. Không đang ở đây. Đẩy xã hội rồi. Trời ơi, em mà thấy ai đó là em ngồi em canh à. Mui ơi, em chỉ Mui nè. Mui. Mui ơi, em bảo Mui này. Mui ra ngoài ruộng, Mui cày với em. Đây, em chỉ á, bây giờ Mui nha. Mui bấm vô cái chữ ESC đi. Bấm chưa? Rồi em đẩy Mui xuống nè. Ơi ok, cảm ơn chị nha, chị tin người quá chị ơi. Đây rồi em. Còn cứu được, còn cứu được. Em bảo Phong ơi, chị bảo Phong này xuống đây cày ruộng với chị em ơi. Em
Em còn cứu được, chưa hết cứu nha chị. Yeah, còn em. Em trên đỉnh cao sự nghiệp rồi chị ơi. Mọi người ơi, em đỉnh cao rồi. Sam đi đến đâu rồi Sam? Ông ước lấy cái tôi không? Lấy cái đầu tôi không? Lấy cái đầu tôi không không? Nhìn tôi nè. À, thấy bà rồi, ok. Tôi cũng gần tới bà rồi. Rớt rồi. Chưa. Chị đẩy em thấy, chị đẩy. Rớt sao mà được, rớt sao mà được. Mui à, em nói Mui nghe nè. Em biết á, là bình thường á, Mui chơi game em, Mui rất là cay em. Nên là Mui lần này Mui chơi không được, Mui mới kiểu nuôi hy vọng là Sammy sẽ thắng đúng không? Yeah. Trời ơi. Không, ai biết đâu, người cay là bạn chứ không phải là mình. Không cần phá đảo, chỉ cần cao nhất thôi là thắng trong 30 phút. Trời ơi, 15 phút trôi qua rồi mấy má ơi. Ủa khoan mọi người, tôi nhìn đồng hồ nhầm. 20 phút trôi qua rồi, chơi 15 nha. Ồ, tôi nghe tiếng bước chân. À, tôi thấy ai đây rồi, Sammy hả? Đẩy xuống. Ủa gì vậy? Nhảy. Tôi còn chưa kịp đẩy luôn á. Chưa rớt. Rớt xuống đây luôn á trời, rớt xuống. Giờ mới rớt. Trời ơi, ông bà ơi. Ui, cao ấy. Rớt chỗ nào vậy? Chỗ này đi giống nào vậy trời? Ui, đường tắt. Ui, tôi mới đi đường tắt mọi người ơi. Wow. Chị cũng mới tìm được đường tắt của cái trò này, chỗ khởi đầu nè. Ủa khoan, cái này có phải là cái block nó lừa không ta? Hình như này block lừa nè, nhảy qua luôn, khỏi nhảy lên block đó. Không lừa đâu. Thật đó. Game này lừa lắm, không tin được, hồi nãy em mới bị lừa lần rồi. Trong đây tùy nha, sẽ có thùng rác nó nhảy cao, có thùng rác nhảy thấp nha. Tôi đạp đúng cái thùng nhảy đúng thấp luôn á. Cái gì vậy bà nội? Ê, đừng xoay vậy. Ê chết, tôi bị kẹt mất tiêu rồi mọi người ơi. Bạn xứng đáng bị vậy. Xứng đáng. Bị kẹt đúng không? Tôi hết rồi, bị kẹt rồi. Nhưng mà nha, cho dù là em có bị kẹt đi chăng nữa thì em cũng sẽ đứng ở đó để em cao nhất thôi, tại em biết chị em không bao giờ lên đây tới đây được. Không biết chị em lên nghe câu nghe em muốn buồn ghê không vậy ha? Không phải. Ý tôi là tại vì mọi người đang ở bên dưới sâu quá cho nên chắc không lên được đâu. Có thùng rác rồi, tự đập thùng rác rồi coi. Wow! Ui, chỗ này đi đường nào ta? Đừng nói là phải leo trên thùng này xong leo cái cây này nha. Rồi sau đó nhảy qua đây đúng không? Ồ đúng. Trời ơi thông minh. Thông minh, chơi only up nhiều quá thông minh rồi. Chứ bình thường là không thông minh à? Không chị, bình thường em chơi mấy game này em chơi ngu không chị? Này nói thật luôn. À từ nhà nã, từ nhà ha. À thế chị ơi. Không, cái này người ta khiêm tốn, người ta không có kiểu là gáy hiểu không? Người ta không gáy bẩn hiểu không? À khiêm tốn thật là dân cả. Không em đâu hả, chị gáy bẩn đâu, cái đó chị tự nhận thôi chứ. Ok, hiện tại là đã được 23 phút trôi qua rồi nha chị em ơi. Rớt rồi. Mấy ông bà là ở đấy sao rồi không? Nhưng mà vừa thôi. Thề luôn á, khó chịu thật sự. Ôi tôi bây giờ tôi đang ở trên cái độ cao mà đến nỗi tôi nhìn xuống dưới tôi không thấy ai luôn mọi người ạ. À, nếu như mọi người mà tinh tế, mọi người nhìn xung quanh mọi người sẽ thấy mấy cái đường tắt á. Mọi người nhớ đi đường tắt nha cho nó. Tôi đi đường tắt không à, tôi đang tìm nè, có đường nè. Mui đúng không? Cái đường tắt này dễ mui nhưng mà nó dễ té. Đây nè, sau lưng em nè. Mui qua đây nè, đi đường tắt cho vậy nè. Sau lưng chị nè. Thấy em đâu? À thấy rồi. Qua đây xong rồi chị lên kia nè, đó đường này nó đi luôn rồi. Ôi trời ơi, cái chỗ này đường đi nó rối rem vãi trưởng, nhìn không biết đi đường nào luôn á. Nhảy quá. Ui đẳng cấp quá, đẳng cấp quá. Ui đẳng cấp quá. Đúng rồi. Nhảy qua đây. Ui đẳng cấp quá, đẳng cấp quá. Ui đẳng cấp quá. Đúng rồi. Cái đường đây đúng rối luôn á. Từ đi đây không được các bạn ơi, nguy hiểm quá. No. Ui, trời ơi, may quá. Trời. Xếp về đấy xã hội rồi mấy má ơi. Rồi. Nên lên thoải mái, em chỗ đứng rộng. Bây giờ là hình như là tôi chơi một game với cả Phong chơi một game với Thao, chúng ta khác đây nhau. Này nè, đây nè chị đây nè, bây giờ xong gì nè. Chị là sâu lưng nè. Đây mới khó nè. Để chị đi trước nha. Ok. Ok chị. 3 2 1. Em rớt. Ui. Trời ơi cái cá. Cố lên. Em chạy. Tôi nghe thấy sự bất lực ở đây. Cùng tiến mà. Đau lắm. Nghe thấy sự bất lực ở đây mọi người ạ. Chị lên đi chị ơi, em rớt cho nó hai lần em quen rồi chị. Chết rồi, em cố lên, em phải chạy, em phải bấm nút chạy á, phải chạy.
bấm rồi tưng cái này lên. Trời ơi đừng tắt, đừng tắt, đừng tắt, tôi tìm thấy đừng tắt. Ê mọi người ơi, mọi người, tôi lên được cái thuyền bay nè, hình như tôi lên thành phố luôn rồi mọi người ạ. Này thành phố không có quy định đâu, bao giờ thấy con rồng như nó vậy. Nhảy nè, nhảy nè, nhảy nè, nhảy nè. Ừ, gì cứ lên đi, em cứ đi xuống. Hà quên có nút chạy mà ta, em quên. Ây da, chiều quá ta, mình đi trên cái thuyền rồi, nhìn rồi, xuống rồi. Thành phố chiều quá ta. Mọi người ơi, đã 25 phút trôi qua rồi nha. Ê, lừa, chỗ này nó lừa, chỗ này nó lừa. Trời ơi. Em rớt nhưng mà chưa có rớt xa lắm đâu. Ủa gì anh? Cái gì vậy anh? Ôi trời trời. Cái gì vậy? Tắt máy má ơi, sợ quá. Cày thế à, game này nó lừa nhiều thế à. Nó làm nó mất hết hy vọng rồi. Game kỹ năng chơi im lặng quá. Game này căng thẳng quá, game này kêu căng thẳng quá. Nãy giờ mọi người im lặng không ai nói gì. Nói sợ rớt mày không? Nói sợ rớt, nói sợ rung tay rung chân quá. Cay thế giờ, nãy lên trên cao ơi là cao rồi, lên thành phố mới rồi, cuối cùng lại rơi, cay thế à. Ơi mọi người ơi, đã 28 phút trôi qua rồi nha. Trời ơi, 2 phút nữa thôi. 2 phút nữa thôi. Nhảy, tôi nhảy bài chơi coi. Nhảy nhảy bài chơi nè. Yeah, 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 yeah. 3 triệu, 3 triệu, 3 triệu, 3 triệu, 3 triệu. Nói gì vậy, nói gì vậy, nói gì vậy. Kêu sao tu hết rồi. Ê, cái này có cái chỗ lừa đúng không? Lừa chỗ nào vậy? Chị này có lừa không chị? Chưa, chị bị trượt chứ không bị lừa. À, chị bị trượt á, chị bị trượt. Cái đường này lừa nè, đường này là lừa nè, vậy là đi đường bên đây đúng không? Mọi người, có này thông báo chia buồn cho mọi người nhưng mà hết 30 phút rồi mọi người ơi. không tin. Hết giờ rồi. Có gì đâu. Không, hết. Hơn 30 phút mà ai cao nhất là coi như người đã thắng rồi. Và hiện tại giờ là tôi đang ở trên thế giới thứ hai luôn rồi nè. Mọi người đang ở đâu ấy? Gì mà thế giới thứ hai? Tôi đang máy bay nè. Tôi thấy ông đâu? Sao nè, máy bay đúng không? Còn Camui đang ở đâu? Máy bay luôn nè. Ủa đang máy bay luôn hả? Khoan từ, bây giờ 30 phút rồi mọi người dừng lại, không được đi tiếp. Dừng lại. Bây giờ nha, em đang ở tầng cao nhất nè, là em giải nhất là đúng rồi nè. Còn Mui với Sam ai cao hơn? Sam cao hơn. Vậy là Sam giải gì nè, đó là Mui cuối cùng nè. Vậy coi như là em sẽ được 3 triệu. Sammy thì Sammy đứng thứ nhì, cho nên là em nghĩ là em sẽ được 2 triệu. Còn Camui cuối cũng được cái an ủi là 1 triệu hả? Không, chị không chuyện đó đâu nha. Ngay từ đầu em đã bảo rồi là game này là chỉ có một người thôi. Nhưng mà bởi vì Sammy top 2 cho nên em sẽ chích 3 triệu em ra cho Sammy 1 triệu, coi như là giải khuyến khích. Thôi, tại sao em không cái 3 triệu đấy, tại sao em không chích cho Sam 2 triệu và chị 1 triệu nhở? Ủa, vậy em không còn đồng nào luôn hả chị? Thôi rồi không sao, nếu mà Mui muốn giải thưởng thì em sẽ tặng cho Mui một suất bún đậu mắm tôm nha. Ok vậy đi nha. Ok rồi, ok vậy là ngày hôm nay giữ thưởng hậu hĩnh quá chị ha. Bắt cô thấy bà nội được cái phân cấp. Cảm động. Thôi được, như có thưởng là được. Vậy là ngày hôm nay là tôi với lại mọi người đã chơi xong cái trò chơi này và thật ra chưa phá đảo đâu, còn xa lắm mấy ông ạ. Nếu như ông nào mà muốn tôi tiếp tục chơi game này và mời nhiều người hơn nữa, mời thêm Kairon, Simi rồi vô cho đông đông xíu chơi ở vui thì tập sau tôi sẽ mời nha. Và giải thưởng của tập sau sẽ là 10 triệu đồng dành cho người chiến thắng nha. Và hiện tại giờ tôi cũng đang có nhà tài trợ rồi, cho nên chơi game là phải có tiền nó mới vui đúng không anh em đấy. Ok còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. 3 triệu này tôi sẽ mua mô hình để inbox làm vlog cho các bạn xem nha. Nhớ chờ vlog của tôi nha. Bye bye. Are the king, hello team, hello team.